Con chào thầy, con có một câu hỏi muốn được thầy giải đáp. Chuyện là bác của con bị bệnh nan y, bác không tin Phật pháp và con nhận thấy bác không kết duyên lành với Phật pháp gì hết, nên con hay dẫn dụ bác vào mỗi tuần đưa con vài chục nghìn để con bỏ vào thùng Tam Bảo làm các Phật sự. Thầy cho con hỏi, con làm vậy có đồng nghĩa với bác con được kết duyên lành với Phật pháp hay không? Và con phải làm sao để cho bác con được giảm bớt nghiệp báo lúc lâm chung? Đây thầy mong thầy gợi ý cho con những việc con làm thôi, chứ bác con cứng đầu lắm. Thứ nhất là bác của các bạn đặt câu hỏi, khi đưa tiền cho quý vị là đưa với cái suy nghĩ gì, gọi là cái chủ ý của ông bác này là đưa với cái chủ ý gì? Điều này rất quan trọng. Nếu như cái chủ ý là chỉ đơn giản là cho đứa con nó xin vài chục ngàn cũng không đáng là bao, thì thôi mình cứ cho nó vài chục ngàn. Thì khi cái chủ ý như vậy, cái phước nó rất là hạn chế, và do ông bác không ý thức được là tiền của mình sẽ được dùng để cho Tam Bảo, cho nên là phước nếu có chỗ thì muốn dính tới Tam Bảo rất là khó. Tại vì sao? Tại vì bản thân ông bác này ông không hề có chủ ý gì liên quan đến Tam Bảo hết, chỉ có quý vị là mình có phước. Bây giờ nếu mà quý vị hỏi mình cần phải làm gì thì nếu có thể hướng người thân của mình làm thiện nhiều vô, bố thí, giữ giới, hai chuyện đó ráng làm nhiều, ráng giúp đỡ người thân của mình giữ giới, ráng giúp đỡ người thân của mình bố thí. Mình đừng có mình không cần thiết phải dụ cái kiểu thôi cho tiền mình đi, thì mình có thể mình cho ông bác mình làm các cuộc từ thiện để lớn lao hơn. Chứ còn vài chục nghìn á, cái sư không biết vài chục nghìn đó nó tương đương bao nhiêu giá trị tài sản của bác quý vị. Nếu như vài chục nghìn đó mà nó chỉ không đáng là gì thì cái tâm của ông bác này đó, tâm rất là yếu, tâm thiện rất là yếu, hời hợt. Nó hời hợt giống như là bây giờ mình đi ra đường mình thấy đứa ăn xin thì mình móc túi cho nó 1.000 2.000, nó không đáng nhiều hết trơn. Cho nên là cái tâm nó sẽ rất hời hợt. Cái chuyện mình cần làm là gì? Để cho ông bác của mình làm các điều thiện với sự nỗ lực tâm lớn hơn. Thí dụ như thấy có cái cuộc từ thiện này rồi thì mình làm, mình rủ ông bác mình làm đó, ông bác mình sẽ có sự nỗ lực tâm lớn hơn. Rồi dần dần mình sẽ tìm những cái cuộc từ thiện gì mà nó liên quan đến Phật pháp một tí, nhưng mà trước hết thì chỉ cần những cuộc từ thiện thông thường. Nhưng mà mình cần phải cho tâm con bác mình nó mãnh liệt hơn, làm cái việc làm cho đáng. Ví dụ như hùng phước, hùng vài ba triệu thì cái tâm nó mới mạnh mẽ được, chứ còn hùng phước vài chục ngàn cái tâm nó yếu lắm, thì nó không đủ để làm cái ấn tượng tâm lý khi mà bác của quý vị mệnh chung. Khi mà người này hấp hối, quý vị có thể làm gì? Kể lại những cái chuyện cũ, những cái phước cũ. Thí dụ như bác có nhớ là hồi xưa đó, trong cái trận lũ đó đó, bác đã bỏ 1 triệu nè để hùng phước làm từ thiện để giúp bà con bị lũ lụt nè. Đó, rồi bác có nhớ là cái ngày đó, năm đó, bác bỏ ra 2 triệu nè để bác giúp người dân làm đường, làm cầu nè.
Rồi cái ngày đó đó bác bỏ ra 2 triệu để bác xây chùa đó, thấy cái chùa đó nó dột á, mái dột, thì bác cũng có góp vốn, góp phước 2 triệu đó. Thì đó là những cái mà quý vị sẽ làm khi mà ông bác của mình ông hấp hối. Bởi vì khi mình có sự nỗ lực lớn, ấn tượng về tâm lý nó mới lớn được, thì khi đó ông bác mình mới nương cái đó được. Chứ còn chỉ có vài chục ngàn sư e là nó nhỏ nhặt lắm nha. Cho nên là hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Thank you.